Kính thưa quý vị, Công Thành. À, kính thưa quý vị, một lần nữa lại được trở lại với quý vị trong chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và có một câu hỏi mà hồi nãy ăn cái gỏi bưởi xong, kính thưa quý vị, mình nghĩ đến là tại sao mà Phi Khanh có cái người gầy như thế này. Bây giờ đó, anh biết là em có đi tập cái gì, cái yoga gì phải không? Nó gọi là hot yoga gì đó phải không? Thì thưa quý vị, Phi Khanh thì ngày nào cũng đi tập thể dục, không nhiều nhưng mà đều đặn. Thì lúc thì tập tạ, lúc thì chạy. Bây giờ thì yoga. Nhưng mà thưa quý vị, yoga thường thì nó chán quá, vì lại nó không ăn thua gì hết nữa. Cho nên Phi Khanh làm hot yoga. Hot yoga bây giờ nó cũng thịnh hành lắm anh Thành. Nhiều người vâng, tập hot yoga. Vâng, kính thưa quý vị, Thành phải hỏi thêm để cho Phi Khanh nói với quý vị là hot yoga. Quý vị nghe cái chữ hot sexy. Dạ. Tưởng là sexy yoga, kính thưa quý vị, không phải. Không phải. Hot là nóng. Nóng, vâng. Thế bây giờ tại sao nó gọi là hot yoga? Tại vì thưa quý vị, mình làm yoga trong một cái phòng mà nó khoảng chừng 100, trên 100 độ. Đôi khi nó lên tới 110 độ. Mà khi mà hơi của người mà ra body heat nó còn nóng hơn nữa. Ồ. Thì cái lợi của cái hot yoga đó là nó làm cho mình... khi mà mình nóng thì cái muscle của mình nó giãn, co giãn nhiều hơn và nó không có bị injury, nó không có bị sao anh, không có bị thương. Dạ. Tức là không bị rách bắp thịt chứ gì. Dạ. Nhưng và mình đốt rất là nhiều, mình đốt calorie rất là nhiều. Không bao giờ rách bắp thịt nhưng mà có thể chết thôi, tại vì nó nóng quá. Không, có nhiều người vào 15 phút đầu tiên là xỉu ngay. Tại vì nóng quá. Cỡ anh Thành mà vào là 5 phút 105-110 là kính thưa quý vị không thể nào chịu nổi. Hồi nãy Phi Khanh ngồi trên cái piano để hát một bài cho quý vị nghe, mà Thành còn được có một lần nghe. Giờ đó anh đố em á, em dám hát một câu cải lương cho quý vị. Phi Khanh là người Bắc nhưng mà kính thưa quý vị, hát cải lương tiếng Bắc rất là hay. Trời ơi anh Thành. Thưa quý vị, cải lương thì phải thú thật với quý vị là Phi Khanh rất mê cải lương. I love it. Yeah. Tại vì mỗi lần mà coi cải lương là khóc sướt mướt. Mà câu chuyện của cải lương nghe rất là thương tâm anh thấy không? Cải lương Khanh, em thích là hát chơi thôi, làm sao dám hát trên không, TV live. Bây giờ hát một câu bây giờ nữa nè. Anh có điên không vậy? Em coi quý vị cũng như là người nhà, người trong nhà. Bây giờ quý vị đang ngồi này, có ở trên Philadelphia này, có quý vị ở Pennsylvania, Texas này. Quý vị đang ngồi ăn cơm. Thế là bây giờ em ngồi quý vị ăn cơm, em hát một câu cải lương cho quý vị khán thính giả nghe. Cải lương không phải là sở trường của em. Không thì ai chẳng biết. Thì thôi, Phi Khanh hát Christine, xin quý vị, Christine. Thank you, Christine. Thì Phi Khanh thể theo lời yêu cầu của anh Thành. Tại vì anh mà bắt rồi thì không khó lòng mà từ chối lắm. Thì Phi Khanh hát một câu. Mà câu này đó là mẹ của Phi Khanh rất là thích cái bài này. Đó là lý do mà em học cái bài này. Học từ đầu tới cuối thuộc luôn. Từ đầu tới cuối luôn. Nhưng mà hát câu không hay là đúng. 6 câu em, không, em thuộc 6 câu nhưng mà bữa nay chỉ hát câu một phần 100 cơ. Thì... em có cần danh lấy cái nốt không, cho không em cần. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước biết bến nào, trong biết sông nào đục, biết rủi hay mai, một ngày con xuất gia thôi hết. That's it. Quá hay luôn. Kính thưa quý vị, để khỏi mất thì giờ của quý vị. Úi dồi ôi, mùi quá. Mùi không? Very mùi. Chị em làm đã kép quên đào chính được chưa? Xuất giá theo chồng là theo thằng em của anh á. Kính thưa quý vị, chú Nhật ở bên Texas
câu hỏi. Tôi đồng ý với lời nói của ca sĩ Phi Khanh, nghe anh Công Thành nói chuyện là phải cười từ đầu chương trình đến cuối chương trình. Thầy cảm ơn chú Nhật. Chương trình rất là hay. Ca sĩ Phi Khanh hát một bài nào mà có gọi là đắc ý nhất được không? Là hồi nãy là chú gọi vào trước. Dạ. Thế Đặng xin hỏi ca sĩ Đức Minh, em có biết Đức Minh không? Dạ không. Hình như là anh Đức Minh bây giờ đang ở Houston thì phải. Vậy. Hay là hồi nãy là anh Quang Minh? Dạ, không biết. Có phải Quang Minh hay là Đức Minh ạ? Quang trước Minh năm 75 hay hát bài Dã từ phố huyện. Dạ. Em biết không? Dạ không. Dạ không biết ạ. Giờ còn sống hay chết, dạ không biết luôn. Cô Ngọc Trần ở Pennsylvania, tôi đã có đến chơi ở nhà hàng Blue lúc trước. Và tôi và chồng có ghé Cali chơi, những món ăn rất là lạ, ngon. Nói chung nhậu là đã nhất. Úi dồi ôi, cô Ngọc Ngọc Trần hay quá vậy. Mấy lần trước những ca sĩ khác đã nấu một món, không biết hôm nay Phi Khanh sẽ nấu món gì. Kính thưa quý vị, cái này là cô Ngọc cũng hỏi trước khi mà mình nấu. Cô Huỳnh Arizona xin hỏi ca sĩ Phi Khanh biết tiếng Nhật không? Cô hát rất hay, đàn lại giỏi, rất điêu luyện. Làm sao cô giữ được thân hình đẹp vậy? Cô có bí quyết gì không? Cách ăn của cô ra sao? Dạ thưa không có bí quyết gì hết. Ăn nhiều, ngủ ít, làm dạ. nhiều. Dạ, đúng rồi. Và kính thưa quý vị, nếu mà còn quý vị nào, úi ơi, cô Huỳnh mà Arizona mùa hè cô Huỳnh ra tập yoga ngoài sân, khỏi phải đi hot yoga. Tuyết ở Texas, Phi Khanh có biết làm chè bưởi không? Có một lần tôi về Cali ăn chè bưởi ở một tiệm tên là Cutie, rất là ngon. Nhưng không biết cách làm, về nhà lên internet cũng không có chỉ. Nhưng làm không ra được như vậy. Không biết Phi Khanh có biết bí quyết làm chè bưởi không? Dạ, chè bưởi thì bây giờ mình cứ cho đường với cho nước cho bưởi vô chắc đúng, thành chè. Đúng rồi, bưởi cộng với đường và nước thành chè. Quý vị nghiền nó ra. Chúc mừng New Jersey. Cho bột bán luôn nữa. Yes. Tôi có xem ca sĩ Phi Khanh nhảy trên trung tâm Thúy Nga Dance with Celebrities. Hôm nay Phi Khanh có thể dance với người đẹp trai Công Thành được không? Kính thưa quý vị, Thành có hai cái chân trái, nhảy không được ạ. Nếu mà anh Thành dám nhảy thì Phi Khanh nhảy liền. Anh dám yeah. không? Không dám. Không dám. Vì California xin hỏi chị Phi Khanh, sao chị có mái tóc đẹp quá? Chị có bí quyết gì không? Thank you, đẹp dạ. thiệt. Cảm ơn. À, Vi hả anh? Vi. Dạ. Michelle, Arizona. Em có thấy chị nhảy trên chương trình Thúy Nga, em rất là thích. Nay lại gặp được chị trên TV nữa. Em cũng thường xuyên về Cali chơi. Em sẽ ghé vũ trường Avex và Blur của chị để thưởng thức những món ăn. Em rất thích bánh xèo thật đặc biệt của nhà hàng chị. Tức là Michelle đã có ăn đã rồi. Đã có đến rồi, vâng. Hoa ở Michigan, em thấy chưa? Các anh, các chị, quý vị ngồi coi tới giờ này, bên kia là gần 10 giờ rồi. Dạ. Chị có thể chỉ cho cách làm nước sốt cho gỏi bưởi được không? Nhìn hấp dẫn quá. Chị vừa đẹp lại còn giỏi nữa. Kính thưa quý vị, Thành biết cái gỏi bưởi này đó là cái ông bếp ông làm mà Thành thấy trong đó đó. Quý vị cứ pha nước mắm nó hơi ngọt ngọt một tí là nó thành ra cái nước đó. Không, để Phi Khanh nói là không biết vị đó, chị Hoa, chị Michigan. Chị Hoa, thường thường ấy, Phi Khanh tin là chị cũng biết làm gỏi, gỏi sứa, gỏi đu đủ. Thì chị cứ làm cái nước sốt như theo ý của chị. Thì chắc cho vào chắc cũng được đó. Nó cũng chỉ có nước mắm với lại giấm với chanh với đường với ớt với tỏi. Nhưng mà chất lượng bao nhiêu, cân lượng bao nhiêu thì Phi Khanh không có dành lắm. Nhưng mà chị cứ làm theo cái vị của chị. Cái này hay lắm nè. Oh, thank you Christine. Kính thưa quý vị, đó bây giờ mới thấy mặt chào cái. Cái câu này hay lắm nè. Chú Tình ở California, chị có bí quyết gì để tôi nói với bà xã tôi? Chị thì vừa đẹp vừa hát hay mà nấu ăn giỏi. Bà xã tôi ngồi đây mà bà xã tôi không đẹp bằng chị. Lại cũng không chịu nấu ăn cho tôi ăn. Nói vậy được chứ bà không có giận tôi đâu. Vì bà là fan của chị. Chị đó Tình là chú Tình. Chú Tình. Chị Mai ở Texas, chị Phi Khanh xài loại kem dưỡng da gì mà sao da chị sáng và đẹp quá? Loại kem gì? Dạ thưa, Phi Khanh xài Sisley. Sisley, kính thưa quý vị, chị Mai. Anh Tuấn nhưng ở mà, Texas. Nhưng mà để Phi Khanh nói thêm, thưa quý vị, cái vấn đề mà xài kem á cũng quan trọng, nhưng mà cái không có quan trọng bằng quý vị nhớ uống nước nhiều.
sáng à, tối trước khi đi ngủ quý vị nhớ rửa mặt, đừng có làm biếng leo lên giường không có rửa make up, thì ngay cả không có make up cũng phải rửa mặt à, và lúc nào cũng bôi kem chống nắng. Cái đó là cái bí quyết của Phi Khanh. Phi Khanh không làm facial, không lột da, không làm gì hết, chỉ có lúc nào sáng trưa chiều tối, trời mưa trời nắng thì cũng có sunblock. Cái đó là cái quan trọng, và không cần phải 50, 70, chỉ cần 30 là đủ rồi. Nhưng mà nhớ uống nước, mà uống nước bao nhiêu là đủ. Uống nước là quý vị uống nửa cái số cân lượng của mình. Ví dụ quý vị nặng 100 pound, một ngày phải uống 50 ounce, chứ không phải 8 ly nước. Là bao nhiêu? Không cần biết, 50 ounce. Ví dụ như quý vị nặng 120 pound thì quý vị phải uống 60 ounce nước. Trời ơi, 60 ounce yes, rất là nhiều. Đó lắm. Là minimum á. Dạ. Là mấy lít á? Đâu có. Sao lại em không biết? Đúng không? Không biết. Một ly bia là 12 ounce phải không anh Thảo? Đúng. Đó là hỏi Thảo là biết liền. 12 ounce tức là 4 cái ly như vậy thôi gì? Thường thường một cái chai nước lạnh mà quý vị uống bình thường á là nó 16 ounce. Bao nhiêu? 10 chai bia. Không, 10 chai bia là 120 ounce, nhiều quá. Thì mình nói là nửa cái số cân lượng của 6 mình. 6 chai bia, à 15 chai bia hả? Thì đâu có bao nhiêu đâu. Đâu có nhiều. Yeah. Nhưng mà uống bia thay nước được không? Ai đóng đồ. Ok, anh Tuấn, chị Phi Khanh ơi, lâu quá không thấy chị đi show qua Texas. Có thể thông báo trên đài không để em xem chị, em rất thích chị từ lâu rồi, nhìn chị vẫn đẹp như xưa. Cảm ơn Tuấn nha. Cô Thùy, sao dạo này không thấy chị qua Georgia làm show, chị có dự tính qua đây không? Chừng nào qua sẽ báo cho chị cô Thùy biết. Anh Tùng của Connecticut, đây này anh Tùng mới là gần 10 giờ đây này. Ca sĩ Phi Khanh quả thật là một người mẫu người phụ nữ lý tưởng của Việt Nam. Tại sao vậy anh? Đó, tại thế chứ, bây giờ phải nói nha, Quốc ơi. Quốc là em bà con của Thành, hên lắm á. Cô Bảy ở Tennessee, chị Phi Khanh có gia đình chưa? Dạ có, dạ, rồi có. Em của Thành ạ. Và có cháu nào chưa? Dạ hai. Hai đứa. Anh Thi ở Georgia, sao Phi Khanh ca vọng cổ mùi vậy? Có thể ca hết nguyên bản được không? Gia đình tôi đang ngồi xem mà nghe được có một câu chưa đã. Vậy để Khanh, Khanh đáp anh. Hồi nãy đó, là Phi Khanh hát là cái câu đó là người con gái nói với mẹ là mẹ ơi phận gái 12 vết nước. Thì bây giờ Phi Khanh xin hát là người mẹ nói với người con, cũng một câu ngắn thôi. Anh Thi ở Georgia đang dạ, ngồi anh nghe. Thi thì tặng anh Thi và gia đình và tất cả quý vị. Đây là lời của người mẹ nói với người con. Thấy con nên việc thất gia, lòng già cũng nghe mừng vui đôi chút. Nhưng con ơi nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa lo vừa sợ trong lòng. Đó là lời của người mẹ nói với người con. Quá hay. Anh Thi đã chưa? Và chị Tâm ở Mississippi, xin hỏi món gỏi bưởi của chị Phi Khanh mới làm có thể ăn với bánh mì nào? Ăn với bánh mì ạ? Không ăn với bánh mì chị. Dạ không sao. Hả? Nếu mà quý vị muốn ăn với cái gì cũng được. Không được. Sao không? Bánh mì thì cái bưởi nó ướt hết bánh mì gì không nữa. Sao, ăn bưởi xong ăn bánh mì, xong ăn bưởi xong ăn bánh mì. Chị Tâm ơi, chị Tâm ăn với lại cái bánh phồng tôm phải không? Hoặc là chị, đúng rồi, chị lấy bánh mì. Không, chị lấy bánh mì chị nướng lên nó giòn, ăn với bưởi thay thế bánh phồng tôm. Cái nó cũng vẫn mềm mềm ở trong mà, nó cũng lại ướt ướt cái bánh mì. Chị ăn với bánh phồng tôm hay là bánh đa là ngon nhất. Đúng. Chị Hồng ở Virginia, chị ơi sao chị đẹp quá vậy? Ông xã em ngồi kế bên cứ khen hoài, làm em phải gọi vô để nói cho chị biết. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn anh. Chị Hồng, cảm ơn chị Hồng đã gọi từ Virginia. Wow, Virginia là bên đó là cũng một vài lời với Phi Khanh ngày hôm nay. Bây giờ này, em hát cái câu thứ nhì rồi. Dạ. Mà bây giờ lỡ rồi, bây giờ anh Thi anh ấy là đang ngồi, anh ấy bảo anh muốn thêm câu thứ ba nữa được không? Câu thứ ba à? Ủa, câu thứ ba. Nhưng mà cái đó là mỗi cái câu đó em hát đâu phải là một câu phải không? Không, chưa đồng câu, cái đó là chỉ có một tí thôi. Tại vì anh không biết là lúc nào hết một câu. Thì kính thưa quý vị, Thành đi có nhiều nhiều chỗ mà đi làm MC mà có những nghệ sĩ mà hát cải lương
Kính thưa quý vị, thì cái là khi mà nghệ sĩ hát tân nhạc xong là Thành phải chạy ra để giới thiệu ca sĩ tới. Mà có mà hát cải lương, kính thưa quý vị, không biết là chừng nào mà hết để đi ra. Thì cứ phải rình đằng sau. Thì có ai bảo nơi này có thì đẩy ra nhé, đẩy cho tôi chạy ra chứ lúc nào hết nha. Và Christine còn có một vài câu nữa, Thành xin được mạn phép quý vị để đọc những câu hỏi sau đây của chị Nương Kansas. Ngày xưa tôi biết chị Vy Khanh ở Kansas. Xin hỏi chị Vy Khanh có về Kansas lần nào chưa? Gửi lời thăm chị. Cảm ơn chị. Kansas bây giờ làm sao hả chị? Vy Khanh 15 năm trước có ghé thăm Topeka, Kansas. Cô Jennifer Trần nghe chị Vy Khanh nói là làm nước mắm là bỏ chanh mà sao lại bỏ thêm giấm? Dạ, vừa giấm vừa chanh ạ. Đúng rồi, dạ. Nó mới có cái đúng có cái mùi khác á chị. Đó là chị Jennifer Tennessee. Chị Thanh Sacramento xin hỏi tôi nặng 138 pound thì tôi phải cần uống bao nhiêu nước? 70 ounce chị. Còn con gái tôi nó 9 tuổi cân nặng 90 pound thì phải uống bao nhiêu nước? Dạ, Phi Khanh không có rõ về con nít, nhưng mà Phi Khanh học rất nhiều về cách ăn uống cho người lớn. Phi Khanh không có học cho con nít, nhưng mà nếu mà người lớn thì chị cứ chia đôi cái số cân của chị. Nếu mà chị 70 chị nói ounce tức là 70 ounce là một cái chai đó là 16 ounce thường thường một trung bình một chai không em có nói chuyện bia em đang không nói chuyện em đang đo bằng chai bia không đi. Mình đang nói chuyện nước lạnh cơ thì mình trung bình một cái chai nước lạnh của quý vị là 16 ounce thì quý vị cứ nhân lên 7 không bây giờ nói ounce. Chai bia đi để anh nói chuyện với chai bia thì 12 ounce một chai bia 12 ounce tức thì là 6 chai chai. Chị cứ mỗi ngày chị mua cho ông xã 6 chai bia. Cái anh sao, uống anh hết xong, xong cái chị đổ nước vào chị uống là đủ 6 chai bia. Chị Ly Nguyễn North Carolina xin hỏi nữ ca sĩ Vy Khanh bao nhiêu tuổi rồi? Chị Nhi ở Tennessee. Kính thưa quý vị, ông Thành phải nói tại vì ca sĩ không bao giờ già hết. Kính thưa quý vị, ca sĩ lúc nào nghệ sĩ là anh chị em hết, thành ra không có bao giờ biết tuổi, mà gọi là từ khi mà đến 40 đó, năm tới sinh nhật là 39, xong rồi xuống 38, xuống 37, từ từ không bao giờ lên sau 40. Kính thưa quý vị, chị Nhi ở Tennessee, mỹ phẩm chị đang xài mà chị vừa nói là tên gì? Chị dạ. Nói từ từ được không và mua ở đâu? Dạ, Sisley, với chị ở thành phố tiểu bang nào ấy? Sisley, chị ở Tennessee. Tennessee thì thường thường Phi Khanh mua ở trong mall, cái tên đó là Sisley, Sisley. Đó là một cái mỹ phẩm của bên Sisley. Dạ. Đánh lần tiếng Việt là Sisley. Đúng không? Sisley. Dạ, vâng. Đó, kính thưa quý vị, và một lần nữa thì giờ lại đã hết và rất là tiếc là không đủ thì giờ để nói chuyện thêm với quý vị ngày hôm nay. Anh Thành ơi. Còn tờ nữa hả? Anh Christine, Thành ơi. Come on, đưa đi anh nói cho trước trước khi mà anh đọc đây, còn tờ nữa, thì, còn tờ nữa. Thì Khanh muốn đáp lời chú Thi là hồi nãy mình hát cải lương câu đầu, câu giữa, bây giờ câu chót luôn. Đây nè, chị Thủy ở Iowa. Ca sĩ Vy Khanh hát rất hay, xin ca đủ 6 câu được không? Dạ, thưa anh Thi Georgia gọi trở lại để cảm ơn em đã hát thêm một câu vọng cổ nữa. Dạ. Thế giờ